mình ăn bơ chứ, cái việc thì mình thấy thôi, có biết đâu tại đôi khi phơi vàng. Tình yêu hôm nay như là cây thân xác tôi, có như như thường phơi vàng. Khóc đi em, nào trong gió bằng đời thương chờ. Dạ cho em đi ôm đi cho canh dài. Không đi em bao nhiêu ăn tình chung gia ta. Rồi trời xa em về nơi sự xa. Tình yêu hôm nào như đang cày thang sát tôi. Hơi nhân nhớ thương hôm nay em đi ăn vầy vàng. Bài ca năm xưa như câu đùa thôi thế thôi. À quên, đậu giờ quên chào mấy bạn nữa. Hello mấy bạn. Chào mừng mấy bạn quay trở lại với Tri-Fi A9 Channel TV. À không có chữ channel. Tri-Fi này này TV thôi đó mà. Thôi đủ rồi, đi lên ghế bạn. Ca hát gì? Lên ghế. Lên ghế rồi ca sao? Xuống hầm luôn, ca cho nó gian. Ý. Tôi anh leo là anh leo. Tao giờ anh leo không biết anh hụt bao nhiêu cái rồi. Anh leo chấp tụi nó quá chấp luôn. Cố tình đánh hụt từ đầu bàn tới giờ. Anh theo là anh leo khi dễ quá, khi dễ tụi nó rồi. Lần ba chi bố. Ủa tụi dân đâu? Kìa. Lăng ba di bộ còn không? Không cần lăng ba di bộ luôn. Một mình tao chấp hết. Ấy né nhẹ luôn. Chuyện nhỏ quá, chuyện nhỏ với anh leo. Anh leo là chấp là một máy luôn, anh leo chấp một máy. Đâu rồi? Chân sáo gì lánh thế? Người nông dân biết phải làm sao? Đầu hàng. Lê bảo tự này còn non quá. Không trước khi cái gì cách anh Lê bảo là cách để cho đối thủ không thể thắng là mình đầu hàng trước. Thấy không? Cái đâu có thể thắng đâu. Còn một máy nè. Lê quá là thập thúy đi.
Đúng là một nhà hiền triết. Lại là mày. À, Đào Giang. Này là trang phục chuột chuỗi gì á? À đúng rồi, chuột chuỗi đúng rồi. Ai chà 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 chà. Đây là mỹ nhân bảo là tránh ra để tao thể hiện. Bỏ đi rồi. Khoan Đào Vàng. Anh Đào Vàng này là không có nhạc, không có music. Nhà vàng này là yếu hơn Đào Vàng trước à. Phải bật một bài nhạc lên cho anh Đào Vàng múa phê-lô mới được. Cái gì à? Phải cứu đi mới vô nhạc được. Lặng nhìn em quay bước đi mãi, anh đứng chết lặng trong mưa. Em Dương Thừa. Đoàn tiệc năng đi liền. Nên là 500 đoàn tiệc. À, có một đoạn nhạc cháy liền. Né. Không né được. Cái này là ca hả mày? Ca hát hả mày? Xin lỗi mày đi. Music không cứu mày được đâu. Ha. Mua ha. Cơ hội để anh thể hiện thêm một lần nữa nghe anh Vàng. Đâu rồi? Đây. Hãy chiến với nhau như hai người đàn ông đi. Biến 500 quá đẹp. Ơi dạ, chạy dạ, ai dạ, nghệ cả cũ luôn. Quay lại chọt chọc nữa. Tội gì? Còn 500 không? Còn 500. Ý. Mắc dấu gì vậy?
Ơi tập này đây cũng là kết thúc nha. Mình kết thúc video ở đây hai bạn. Hẹn các bạn gặp lại lần sau. Các bạn nhớ ủng hộ kênh mình cách đăng ký nha. Ủa còn hả? Được đâu hết vậy? À phim còn còn khúc bạn ơi. Dẫn chương trình thì là chết rồi. Có hầm không? Kiếm nào cái gì? Cũng hết thời gian mắt đỏ rồi. Còn lại cay nữa. Bye, hẹn anh em lại tập tiếp theo nha.